Ngươi đưa bình rượu cho ta, đưa cho ta, đừng cướp của ta. Đừng giành nữa, mau chóng dọn đồ đi. Nhanh lên, nhanh. Ai uống rượu gia vị của ta? Khốn kiếp. Khiêng đi, khiêng đi. Đưa rượu cho ta. Chuyện gì mà ồn ào thế? Các ngươi muốn đi đâu? Nếu không muốn chết, mau chóng bỏ đao xuống. Võ đô đầu, ta đang ở đây. Bà các huynh đệ xông vào, giết chết chúng cho ta. Hầu gia, hình như bên ngoài không còn ai. Đô đầu, chẳng lẽ chỉ có mình huynh đến thôi sao? Báo cáo, còn ta nữa. Huynh đến một mình thật à? Trời ơi, thật là. Giết hắn. Đầu cứu ta. Đô đầu, ta không sao. Cũng may có miếng đệm thối này. Bộ phim Võ Tòng giết Tây Môn Khánh. Đại quan nhân, đại quan nhân, đi đi.
Được thôi, đi đâu? Đi đến nơi không ai biết chúng ta. Kim Liên, ta thấy bây giờ vẫn tốt mà. Đại quan nhân thì tốt, nhưng hàng ngày ta phải cùng tên Võ Đại Lang đầu ấp tay gối. Một ngày cứ như một năm. Một tên quỷ lùng có gì phải lo? Ta coi khinh hắn. Vậy còn Võ Tông? Là Võ Tông phải không? Này, tay ta thô kịch, nếu như làm đệ đau, đệ hãy thứ lỗi cho ta nhé. Phiền tẩu tẩu rồi. Võ Tông, sao đệ bị thương thế? Đệ đừng ra ngoài gây chuyện. Đệ làm chức đô đầu thì gây chuyện gì được? Vậy thì tốt. Trước đây ca ca thường xuyên nhắc nhở đệ, gặp chuyện nên nhịn, đừng vì là đô đầu mà thành dũng mãnh nhất thời. Chúng ta đã thiệt thòi nhiều rồi. Ca ca nói dí phải, Võ Tông sẽ ghi nhớ trong lòng. Uống đi. Vâng. Ghi nhớ trong lòng là một chuyện, làm hay không lại là một chuyện. Ca ca cần nhằn đệ vài câu, không phải muốn đệ nhớ điều tốt của huynh, chỉ là lỡ như đệ gặp chuyện bất trắc bên ngoài. Bây giờ thì chàng rất oai phong thế, chàng yếu ớt, đi đứng không vững. Mấy hôm trước có tên vô lại ăn bánh, không trả tiền mà còn lăng bạ chàng. Đâu có thấy chàng oai phong như thế. Thằng khốn nào, dám ức hiếp ca ca ta. Ta sẽ đi tìm hắn. Ta đã nói sai rồi. Thúc thúc nghỉ ngơi sớm đi. Ca ca, huynh có sao không? Tiếc cho hũ rượu. Võ Tông, người làm quan thì phải ra dáng. Ca ca không cần đệ phải hơn người, chỉ cần đệ bình yên thôi. Huynh đệ chúng ta được sống bình yên là tốt hơn cả. Được không? Mau đưa tay ra. Tạ lỗi. Chuyện này đô đầu. Đại ca ngài không ở đây thì ta tạ lỗi ai? Đại ca ta không có ở đây thì ngươi cũng phải tạ lỗi. Được, được, ta tạ lỗi. Đại ca, đại ca ơi, ta tạ lỗi chứ huynh. Đại ca, chuyện gì nữa đây đô đầu? Tiền bánh, truy nã 5 năm rồi tên Ngân Ti này không xuất hiện. Bây giờ Võ đô đầu đã nhậm chức, hắn lại càng không dám xuất hiện. Không phải chứ? Đưa cho mẹ ngươi, sức khỏe bà ấy không tốt. Đô đầu, trước giờ chưa từng có nam nhân nào tốt với ta như thế. Tránh ra đi.
Đại quan nhân, sau này ta sẽ không đến nữa đâu. Nếu đại quan nhân không thật lòng dự tính gì cho Kim Liên thì Kim Liên cũng không cần phải tự dự tính bảo vệ bản thân nữa. Đô đầu, đại tẩu nhà ngài dạo này ngày càng xinh đẹp, đại ca ngài có nuốt nổi không? Ngươi nói gì thế? Đô đầu về rồi à? Về rồi. Ngày mai ta sẽ tuyên dương ngươi. Đa tạ đô đầu. Thúc thúc, về rồi à? Tẩu tẩu, hôm nay có ra ngoài không? Không, ta luôn ở nhà, không có ra ngoài. Vậy chắc là đám tuần vệ bên ngoài qua mắt nhìn nhầm rồi, vất vả cho thúc thúc rồi. Vậy đệ nghỉ ngơi trước, ta đi chuẩn bị thức ăn. Được, làm phiền tẩu tẩu. Con trai, điện ở đâu thế con? Mẹ, đó là bổng lộc của con. Mẹ yên tâm đi. Khó khăn lắm, chúng ta mới có ngày tháng yên bình như hôm nay. Tuyệt đối không thể quay lại đường cũ. Được không? Mẹ, con hiểu rồi. Đây, uống thuốc đi. Kim Liên, đã lúc nào rồi? Sao con còn chưa chuẩn bị? Đại quan nhân đang sốt ruột đợi ở đó kìa. Nghĩa mẫu, hôm nay con thấy bản thân không khỏe nên con không đi đâu. Con buồn giận chuyện hôm qua à? Kim Liên, tâm tư của con nghĩa mẫu rất thấu hiểu, nhưng cơ hội là phải đợi, đúng không? Chỉ cần con dỗ dành đại quan nhân vui vẻ, sau này cơ hội sẽ không thiếu đâu. Cơ hội? Con có cơ hội gì chứ? Con chẳng qua chỉ là món đồ chơi của ngày ấy. Kim Liên, sao con lại nói như thế? Nghĩa mẫu, cô nương ở huyện này nhiều như thế, phiền người giới thiệu cô nương khác cho ngày ấy.
Cho dù tất cả mỹ nữ trong thiên hạ, ta đều dâng trước mặt đại quan nhân Nghĩa mẫu. Phiền người về đi. Ta nói thêm một câu, nếu con dựa vào Tây Môn đại quan nhân, ít nhiều gì vẫn còn chút hy vọng. Nếu con dập tắt ngọn lửa hy vọng này, con thật sự cam lòng sống cả đời với tên Võ Đại Lang xấu xí lùng tịch thấp bé đó hay sao? Bánh bao thịt nóng hổi đây. Bánh bao đây. Khách quan mua bánh bao đi. Ông chủ cho một lòng bánh bao. Được rồi. Xin mời, xin mời. Vào coi đi đại quan nhân. Xin mời. Đến đây, đến đây. Đi, ở bên đây. Đô đầu, đại tẩu nhà ngài dạo này ngày càng xinh đẹp. Đại ca ngài có nuốt nổi không? Trước đây ca ca thường xuyên nhắc nhở đệ, gặp chuyện nên nhịn, đừng vì là đô đầu mà thành dũng mãnh nhất thời. Ca ca nhà ta bị quan ức, ngài giúp quỳnh ấy được không đô đầu? Ca ca ta bị quan, sau này hãy nói. Đô đầu, đô đầu. Trời ơi, có phải là Võ đô đầu không? Hôm nay sao lại rảnh rỗi thế? Ta đi chuẩn bị trà cho ngài. Ngài đợi một chút. Tẩu tẩu nhà ta đến đây làm gì? Ta đã già cả rồi, ta nhờ Kim Liên đến làm áo liệm cho ta. Võ đô đầu, ngài đang làm gì vậy? Võ đô đầu, Võ đô đầu, Võ đô đầu, ngươi là ai? Mau cút cho ta. Tiểu tử ngươi là ai? Rốt cuộc là quan sai nào mà lại không biết ta là ai hả? Bộ não của ngươi bị heo hút à? Ngươi biết người đàn ông đó là ai không? Hắn là người của Cao gia ở kinh thành đấy. Bốn quyện gặp hắn còn phải nhún nhường ba phần. Ngươi còn đi bắt gia người ta, tự mình gây họa mà còn liên lụy cả ta. Giờ người ta đã chỉ đích danh là không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Còn thấy ngươi thì ta sẽ không thể giữ nổi mũ ô sa này. Ngày mai ngươi đến kinh thành một chuyến để đưa đồ cho ta, không được quay lại trước khi Cao công tử rời khỏi huyện Thanh Hà. Kinh thành chẳng phải là rất xa à? Thì chính là muốn ngươi đi cả năm đấy. Ta không đi. Không đi cũng phải đi. Không phải do ngươi quyết định. Ca ca, đưa bóng cho đệ đi mà. Không đưa. Ca ca, đưa đệ đi mà. Không đưa. Ca ca ơi, tự lấy đi. Ca ca ơi, đánh huynh này. Được rồi, được rồi. Về nhà không? Được rồi, không đùa giúp huynh nữa nhé. Đi thôi, về nhà nào. Đệ đệ ta ngoan thật. Sau này không được ăn cơm để qua đêm nhé.
Biết rồi tướng công. Để thấy tại sao huynh đệ chúng ta muốn được sống bình yên qua ngày thôi lại khó như vậy chứ. Ca, đừng nói gì nữa. Phải quay về bình yên đấy. Ca, ta chỉ có một đệ đệ là đệ thôi. Ca, sau khi đệ đi, huynh phải tự bảo trọng đấy. Bình thường nhớ phải đi trễ về sớm. Có chuyện gì, khi nào đệ về rồi nói tiếp. Đệ đệ ngốc, ca ca đã để cho đệ phải lo lắng bao giờ chưa? Đi 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 đi. Ôi, đệ cứ đi đi. Một năm sau. Nhanh lên nhanh lên. Sao tự nhiên lại mưa nhỉ? Đồ của ta ướt hết rồi. Mưa lớn quá. Đồ của ta ướt hết rồi. Tiểu nương tử thật sự là khuynh quốc khuynh thành mà. Quan nhân à, ta sợ. Đang sợ gì chứ? Bài vị của dông phu võ thực, sợ tên quỷ lùng đó trở về à? Ta sợ võ tông gì? Võ tông hắn còn quay về được à? Khách quan, rượu của ngài đến đây. Các vị khách quan, lát nữa sẽ mang đồ ăn lên. Đô đầu, đám cường đạo này bị sao vậy? Dám cướp cả đồ quan sai. Đi xem sao. Tiệm tạp hóa Lý Ký. Triệu bá, buôn bán được không? Được được. Đô đầu đi đường vất vả rồi. Thằng bé đã lớn thế này rồi à? Nào nào, để dỗ bá bá bế nào. Nhanh nào, chào hỏi đô đầu đi. Chào võ đô đầu à. Tốt tốt. Nào về nhà thôi. Nào đi thôi. Cung nghênh đô đầu. Cung nghênh gì chứ? Theo ta về uống rượu nào. Đô đầu, ta, thật ra ta có chuyện muốn nói cho ngài biết. Chuyện gì vậy? Ca ca ngài gặp chuyện rồi. Võ tông về rồi, ngài mau đi đi. Một đám ăn hại. Nhanh lên, leo qua cửa sổ này. Bà dì của dông phu võ thực. Nhanh lên. Tẩu tẩu,
Đại ca ta làm sao vậy? Nói. Số của ta thật là khổ mà. Mấy hôm trước, tự nhiên ca ca thúc bị đau lòng ngực, uống thuốc không được mấy ngày thì đã buông tay ra đi. Đại ca chưa từng mắc bệnh này, sao huynh ấy chết được chứ? Gió đôi đầu về rồi à? Xin chia buồn, xin chia buồn. Sông có lúc trong lúc đục, người có lúc nhục lúc vinh. Ai bảo đảm được ngày nào cũng yên bình chứ? Trời ơi, đúng đó. Những ngày qua, bây giờ có nghĩa mẫu vẫn lo liệu tang sự phụ ta. Chuyện xảy ra lúc nào? Hai ngày nữa là được 49 ngày. Đại ca được chôn ở đâu? Đồ gia một thân một mình, nhất thời không tìm được chỗ mai táng thích hợp. Để ở nhà ba ngày thì đã hỏa thiêu. Hỏa thiêu sao? Võ Tông, ca ca không cần đệ phải hơn người, chỉ cần đệ bình yên thôi. Huynh đệ chúng ta được sống bình yên là tốt hơn cả. Ta chỉ có một đệ đệ là đệ, phải bình yên trở về đấy. Đi đi, đi đi. Đi đi, đi đi. Ngươi còn dám đòi tiền ta sao? Chúng ta cũng có không ít huynh đệ bị thương mà. Dù sao ngài cũng phải cho ít tiền thuốc men chứ. Nếu thức thời thì giờ cút đi cho ta. Hôm nay nếu ta không lấy được tiền thì ta sẽ không đi đâu hết.
Vậy thì đừng đi nữa. Hả? Chuyện trước đó ta nói với các ngươi, rốt cuộc là ai sẽ làm? Để ta làm. Ta chờ Võ Tòng đã một năm rồi. Ta muốn gặp hắn. Hay là ngươi đi. Sát thủ Ngừng Ti 5 năm chưa xuất hiện đã trở thành một kẻ ăn bày. Tế, Võ Đầu Đầu đã điều tra rõ rồi. Nâng Hợp Nhập Liệm là nhóm Hà Cửu Thúc dùng này. Họ đã dọn ra khỏi thành, không tìm thấy tung tích. Hay ta đi hỏi báo ca lại thử nhé. Để ta tự đi. Nguyện Dương Cốc. Ca ca, nếu như huynh có oan ức gì, bà dị của Dông Phu Võ Thực, cho dù là huynh có hóa thành quỷ dữ ở dưới Cửu Tuyền, cũng nhất định phải báo cho Võ Tông biết. Ta nhất định sẽ phanh thây đám tiện nhân đó ra thành trăm mảnh. Tế, tìm tập quá Lý Ký. Đô Đầu, ngài về rồi à? Vào đi. Người có quen biết ai tên là Hà Lão Cửu không? Ông ấy đã dọn ra khỏi thành rồi mà. Đang ở đâu? Ở thôn Trà, cách thành 3 dặm về phía đông. Được. Cho mẹ ngươi. Đô Đầu, xin chia buồn. Ngài cũng phải cẩn thận hơn đấy. Mẹ. 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 Đến rồi. Võ Đầu Đầu, ta rất nhớ người đấy. Hà Cửu Thúc đâu? Hà Lão Cửu đang ở trong quan tài này đó. Còn quan tài kia là chuẩn bị cho ngươi. Lần này chúng ta chơi tiếp một phen nào. Yeah.
Võ Đô Đầu, ta đói rồi, ta muốn ăn bánh nướng do ca ca Võ Đại Lang của ngươi làm đó. Cảm ơn ơn cứu mạng của Võ Đô Đầu, như được tái sinh. Rốt cuộc ca ca nhà ta đã chết như thế nào chứ? Tiểu nhân cũng không biết đầu đuôi câu chuyện, chỉ biết hôm đó nhưng bà gọi tiểu nhân đến nghiệm xác cho Võ Đại Lang, ta liền nhanh chóng đến đó thôi. Nào ngờ giữa đường ta lại gặp Tây Môn Đại Quan Nhân, sau đó ngài đã mời ta đến Sư Tử Lầu. Cửu thúc, xin đừng chê ít, ngày sau còn có hậu tạ. Ngài xem, tiểu nhân không có cống hiến gì hết, sao mà dám nhận chứ? Tiểu nhân không dám đâu. Cửu thúc, xin đừng khách sáo, xin hãy nhận rồi nói. Quan nhân có chuyện gì xin cứ nói ra, tiểu nhân sẽ nghe theo. Cũng không có chuyện gì lớn lao, một lát nữa ngươi đến nghiệm xác cho Đại Lang, ta đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi. Ngươi phủ mảnh gấm trải giường lên là được, đừng có nói nhiều. Dân, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, Đại Quan Nhân dặn dò là được rồi. Ngân lượng này cửu thúc không nhận chính là từ chối ta. Tây Môn Khánh lòng dạ độc ác, tiểu nhân không dám không nghe theo. Lúc tiểu nhân đến nhà mở vải trắng ra, chỉ thấy móng tay Võ Đại Lang đã đen hết rồi, môi thì tím tái, mắt tai mũi miệng đều đổ máu, chắc chắn là trúng độc mà chết. Giúp tiểu nhân muốn lên tiếng, chỉ sợ không ai làm chủ cho tiểu nhân nên không dám lên tiếng. Ngày thứ ba, tiểu nhân nghe nói họ muốn khiêng xác Võ Đại Lang đi thiêu, tiểu nhân liền đi mua ít giấy tiền vàng bạc, giá giờ chia buồn. Tránh Dương bà và cả Phan Kim Liên âm thầm nhặt hai mảnh xương làm chứng cứ. Mảnh xương này mềm và đen, chứng tỏ chắc chắn là trúng độc mà chết. Còn nữa, đây là lời khai của tiểu nhân, đều viết trên này, xin Đô Đầu xem kỹ cho. Cuối cùng là ai chứ? Vì sao phải hại ca ca của ta như vậy hả? Đô Đầu, tiểu nhân cũng không biết đâu. Tiểu nhân chỉ nghe nói có giận ca bán lê, biết cụ thể chuyện này. Đi à? Quan nhân, gã Võ Tòng này cùi không sợ hủi, nếu lỡ như gã liều đó kiện tới quan phủ, vậy thì có thể phải mất đầu đó. Đại quan nhân, người đưa ta đi đi, chúng ta đến một nơi không ai biết mình là ai hết. Ta sẽ giặt đồ, nấu cơm cho ngài, ta sẽ thật sự ngoan ngoãn hầu hạ ngài thật tốt. Ở đây ta có thể hô mưa gọi gió, cùng nàng đến nơi không ai biết ta. Ta còn là Tây Môn Quan đại nhân nữa hay không? Đại quan nhân, ngài còn có ta mà. Cô là cái thá gì chứ? Cô vẫn cho rằng mình là người trong sạch lắm đấy à? Ta không ngại nói cho cô biết, lúc đầu dụ dỗ cô chính là ý của bà già này đó. Bây giờ cô còn cùng với bà ta xúi giục ta rời khỏi đây, sống những ngày tháng yên ổn. Ta cho các người biết, đừng ai hòng đi được, chỉ là một gã Võ Tòng thôi mà. Hồ Lai chết rồi.
Bây giờ đầu của Võ Tòng đáng bao nhiêu tiền? Võ Đô Đầu, cuối cùng ngài đã về rồi. Đều do ta, đều do ta hết. Cậu nói hết đi. Hôm đó ta đưa Võ Đại Thúc đi bắt kẻ thông dâm. Đến đây, đến đây. Mời đại quan nhân. Võ Đại Lang tới rồi. Võ Đại Lang tới rồi. Võ Đại Lang tới rồi. Đây là chuyện tốt người làm hết. Ta giết Tô Giang Phu và ngươi. Ta giết ngươi. Tránh ra đi. Kết quả Võ Đại Thúc bị Tây Môn Khánh đá trọng thương. Mấy hôm đó ta rất lo cho Thúc ấy, nhưng lại không dám vào nhà. Bèn quan sát tình hình qua ô cửa sổ để xem sao. Kim Liên, mấy trò nàng làm quả thực khiến ta đau lòng lắm. Ta chết cũng không sao, cũng không ảnh hưởng gì đến nàng hết. Nhưng ta biết tính tình của Võ Nhị Lang nhà ta, nếu như để ấy biết chuyện, chắc chắn sẽ không tha cho nàng đâu. Kim Liên, nếu như nàng thật lòng thương ta thì chữa trị tốt cho ta đi. Chắc chắn là ta sẽ không nói cho đệ ấy biết. Đô gia, nghe nói có một phương thuốc trị được cho chàng. Đợi đô gia đi lấy nha. Đại Lang, nên uống thuốc rồi. Cảm ơn nương tử. Sau đó ta nhìn thấy Võ Đại Thúc uống thuốc xong đau đớn tột cùng, còn muốn giãy giụa thì Tây Môn Khánh và Dương Bà liền xông vào. Chính ba người họ, ba người họ đã làm cho ca ca ngại chết ngạt. Cậu đến nhà môn với ta một chuyến đi. Qua báo sao? Năm năm trước qua báo đã bị ta giết rồi. Sau này ta chính là qua báo. Người nói dớ dẫn gì thế? Đô Đầu, vì sao lại là ngài? Nếu như được lựa chọn, ta cũng sẽ không bao giờ mang chiếc mặt nạ này. Chuẩn bị hậu sự cho mẹ ngươi đi.
Ngày nào mẹ của ta cũng uống thuốc đắt như vậy, sao bệnh tình lại đột nhiên trở nặng hả? Mấy thằng thuốc quý đó, bá tánh tầm thường như chúng ta có ai uống nổi hay không? Ông lập tức đi lấy thuốc cho ta, bao nhiêu tiền ta cũng trả được hết. Chỉ khi Đô Đầu chết thì mẹ ta mới sống được. Ngươi không phải là người của Tây Môn Khánh đó chứ? Đừng trách ta. Đa tạ Đô Đầu ngày trước đã chiếu cố ta, ân tình này kiếp sau ta sẽ trả. Đô Đầu, ngài có sao không? Có chuyện gì vậy? Ai đấy? Xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao lại đánh trống kêu oan? Không biết chuyện gì nữa. Nha huyện Dương Cốc, không biết có chuyện gì xảy ra, có quan gì thế? Công chính liên minh. Đô Đầu, chuyện gì thế? Ca ca ruột của tiểu nhân là Võ Đại Lang bị Tây Môn Khánh và Tẩu Tẩu thông dâm, hạ độc sau đó mưu hại. Hai người này chính là nhân chứng, xin đại nhân làm chủ cho tiểu nhân. Vụ này thật sự rất khó thẩm tra. Ngươi cũng là Đô Đầu của bổn quyện, không hiểu pháp luật hay sao? Thường hay nói bắt thông dâm phải thấy cả đôi, bắt kẻ trộm phải thấy tang vật, giết người phải thấy vết thương. Giờ thi thể của ca ca ngươi đã không còn nữa, ngươi lại không bắt gian được, giờ chỉ dựa vào hai người này để kết tội giết người, hẳn là quá bất công rồi. Hồi bẩm đại nhân, chuyện này tuyệt đối không phải do tiểu nhân đặt điều ra, xin đại nhân minh xét. Một mẫu xương thì chứng minh được điều gì chứ? Ngươi gọi nó thử xem nó có đáp lời ngươi hay không. Võ Tông, ngươi đừng để cho người ngoài khiêu khích ngươi đối đầu với Tây Môn Khánh. Thánh nhân có nói, chuyện tận mắt thấy e cũng chưa chắc là sự thật, lời nói sau lưng làm sao mà tin hết được. Chấp pháp không thiên vị, nhưng hễ là việc liên quan đến mạng người, phải có thi thể, vết thương, bệnh, vật chứng, vết tích, đủ năm điều này mới thẩm vấn công đường được. Còn nếu như nói sằng nói bậy nữa, bổn quyện tuyệt đối không tha thứ. Bãi đường. Sao lại nhanh như vậy chứ? Bãi đường rồi sao? Tại sao không xử đưa đi? Không biết người ta có bị oan hay không. Mà thật ra cũng đúng, đâu có tang chứng vật chứng gì đâu. Một mẫu xương nói lên chuyện gì? Yên lặng. Tránh đi. Mộ của huynh trưởng Võ Thực. Mộ của huynh trưởng Võ Thực.
Ngài đáng ghét quá à. Tây Môn Đại Quan Nhân, đến đây, đến đây. Đại Quan Nhân, ôi trời ơi, ở trong nhà này đây, mau đi đi, tránh ra. Lúc ta 12 tuổi đã bị bán làm nô tỳ, qua tay vài người vẫn gặp phải một người muốn ép ta làm tiếp. Ta không nghe theo, hắn bèn hứa gả ta cho ca ca của Thúc. Nhưng bà Thúc biết hay không, thật ra ta chưa từng yêu chàng ngày nào hết. Tránh ra, tránh ra, chạy đi, chạy đi, đáng sợ quá. Sớm biết sẽ rơi vào tình cảnh như bây giờ thì lúc đầu ta đã không nên lựa chọn như vậy rồi. Giết người kìa, chạy đi, giết người kìa, đáng sợ quá. Giết người. Sư Tử Lâu, Ô công tử vừa tới à? Ô công tử ăn xong rồi à? Tạm biệt nhé. Uống đi. Xin mời, xin mời. Tất cả cút hết cho ta, khó đối phó thật. Chạy đi, chạy đi. Ai giết được Võ Tổng, ta sẽ thưởng lớn cho. Ngươi còn không dừng tay hay sao? Ta đã không thể quay lại nữa rồi. Thank you.
ta phải cứu mẹ của ta. Đồ ăn hại bà, chết hết đi. Muốn giết ta hay sao? Ngươi và ca ca ngươi đều là cái đồ vô dụng. Ta giết các ngươi dễ như giết vài con kiến thôi. Võ Đô Đồng, tha mạng cho ta. Ca ca, cuối cùng Võ Tông cũng đã báo thù được cho huynh rồi. Mộ của huynh trưởng Võ Thực. Quyền Dương Cốc, ta về rồi đây. Tìm tạp quá Lý Ký, Võ Tông ca lại lén uống rượu à? Đâu có. Huynh có gì không? Không có rồi, chỉ có bánh nướng thôi. Cho ta xem. Có phải huynh giấu trên người không? Không giấu thật mà. Huynh giấu ở đâu? Không giấu thật mà. Lát nữa ta nấu món ngon cho đệ nhé. Được. Vậy về nhà thôi, đi thôi. Chúng ta vào nhà thôi. Ừ, vào nhà thôi. Thank you.